Hai mọi người ha, cảm ơn mọi người đã bấm vào xem video của em Kim Luyến nha. Thì Luyến nghĩ là trong video hôm nay là một video mà được rất nhiều sự mong chờ của anh chị em luôn. Tại vì Luyến sẽ báo giá cho mọi người về tổng hợp của dòng xe Tega, bao gồm là Honda Lead này, dòng xe Vario 160, dòng xe Vision này, dòng xe AB 125 và dòng xe SH Mod nữa nha. Hiện tại thì những em xe này là hoàn toàn là màu zin cho mọi người cùng lựa chọn luôn, để dễ concept hơn là nên lựa chọn màu zin hay là nên sơn lên màu ha. Ngoài ra thì khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0346552628 ha. Số điện thoại và Zalo Luyến có ghi một những màn hình cho cả nhà. Anh chị em quan tâm về mẫu xe hoặc nhờ dòng xe nào thì cứ nhắn tin qua Zalo Luyến hỗ trợ ưu đãi nhất nha. Đầu tiên là về mẫu xe Honda Lead này thì nay có lên cho cả nhà là một vài màu sắc ha. Đây là màu zin, thì có em xem đặc biệt thì có hai phiên bản nha cả nhà, hai màu là màu đen nhám và màu xám nha, màu bạc nha. Đó là hai em xin phiên bản đặc biệt này. Nếu cảm thấy thì thời điểm hiện tại là một thời điểm mà nhiều anh chị em hỏi về Honda Lead, tại vì thứ nhất là giá xe cũng đang giảm này, thời điểm trước đó nó bốn mấy triệu còn bây giờ còn có ba mấy thôi. Thứ hai là về kiểu dáng cũng như là kiểu mẫu 125 phân khối, cốp thì bao rộng cho cả nhà luôn, rất là đẹp luôn cả nhà, lốp cốp là bự luôn. Thứ ba là về giá cả cũng đang ưu đãi này, trả trước chỉ cần 4 triệu là sở hữu ngay xe rồi ha. Lead thì nó có phiên bản đặc biệt là hai màu này, còn tiêu chuẩn nó cũng có ba màu nha. Tiêu chuẩn nó có màu xanh nhớt này, màu trắng bóng và màu đỏ bóng. Đó là ba màu phiên bản tiêu chuẩn nha. Đối với mức giá của phiên bản tiêu chuẩn thì nó có mức giá cho mọi người là 38 triệu 900, còn đối với phiên bản đặc biệt là 42 triệu 900 nha. Chạy trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 4 triệu là sở hữu ngay xe rồi ha. Tiêu chuẩn đặc biệt nó khác nhau ở về màu sắc thôi, còn về chìa khóa là sẽ bắt cây hết nha cả nhà. Nó cốp thì bao rộng cho mọi người luôn ha, bao la rất ngát luôn. Chạy trước có 4 triệu thôi. Tiếp tới là về dòng xe Vario 160 thì nó có lên cho cả nhà về màu xanh bóng nha. Em này phiên bản CVS này có màu đỏ nhám nữa và màu đen bóng đen nhám. Mức giá hiện tại đã có hỗ trợ cho mọi người là từ 39 triệu 900 đến 42 triệu 900 nha. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu thôi là sở hữu ngay xe rồi. Honda SH Mod này, SH Mod thì đây có màu xanh nhớt nha. Đây, hiện tại màu xanh nhớt đang có hỗ trợ cho mọi người là với mức giá thì chỉ có 57 triệu 900. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 8 triệu là sở hữu ngay xe rồi nha. Thì lướt lướt sơ qua ví dụ như là trong có một vài dòng xe nào mà chưa có báo giá kỹ hơn cho cả nhà, anh chị em có thể nhắn tin qua Zalo liên báo giá qua ha. Quan trọng là có thể nhắn tin lên Zalo đặt lần trước liên hỗ trợ ưu đãi cho mọi người nha. Rồi Vision thì có màu đỏ này, màu màu trắng này. Bên kia có màu đen nhám nữa. Rồi rất là nhiều màu ha. Mức giá hiện tại nó có hỗ trợ cho mọi người là 31 triệu 900 đối bản tiêu chuẩn này, 33 triệu 900 đối bản cao cấp và bản thể thao là 37 triệu 900 nha. Để trước chỉ cần 4 triệu thôi. Rồi AB 125 để trước 4 triệu này, có màu trắng đen xanh xanh bóng này, rồi đen nhám đặc biệt rất là nhiều màu luôn đó. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu thôi ha. Đối với màu này thì đang có mức giá là 40 triệu 900 đến 42 triệu 900 thì phiên bản nha. Đó, Vision bao la bát gắt màu luôn nha. Bản thể thao thì rất là lớn và cao luôn. Mẫu này phù hợp cho những chị nữ, những anh nam mà thích Vision thì nếu thấy màu này cũng là một sự lựa chọn rất đúng đắn luôn. Rồi AB 160 này. Đây, mẫu AB 160 đây. Phiên bản đặc biệt nha, mức giá chỉ còn đúng một em thôi, một hai em ha. Nhờ hỗ trợ mức giá cho mọi người là 54 triệu 900 nha. Trả trước chỉ cần duy nhất là 8 triệu là sở hữu ngay xe rồi. Vậy hết mốt thì đã có màu đỏ này, màu xám, màu xám xi măng và màu bạc nha. Đó, có màu đỏ CBS và ABS luôn nha cả nhà. Mức giá hiện tại đối với bản CBS là 57 triệu 900, ABS là 67 triệu nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 8 đến 15 triệu là sở hữu ngay xe rồi. Chi tiết về giá xe cũng như giấy tờ biển số như thế nào thì có thể alo qua Zalo Luyến báo giá cũng như là chính thức cho cả nhà nhé.